Chào mọi người, quay trở lại với kênh của mình. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi trên 0334 830 843. Rồi, theo dõi kênh thì bấm vô đăng ký nha, để được cập nhật mấy video mới. Ở video hôm nay là mã 223. Em giới thiệu mấy món đồ dụng cụ Nhật ha. Như có một mấy đôi giày. Giày hàng cũ, giày hiệu. Bên này có mấy cái túi nữa mọi người, mấy cái túi ha, túi sách, túi đeo này. Rồi, liên hệ thì nhắn tin hoặc gọi điện cũng được, rồi em sẽ trả lời ha. Rồi, em giới thiệu món số 1. Cây thước đo độ sâu. Cây thước đo độ sâu của Nhật. Còn mới nguyên, chưa sử dụng nha. Này nó để kho lâu nó bị... nó dơ trà cái ra, chứ này nó mới quen nè, còn bao nè. Đo được sâu ha, đo được tới 3 cm nè. Số nó là 3 cm. Đó. Cái vật đỏ này nè, số 0 nè. Rồi, thước này giá rẻ luôn, 150.000, mã số 1. Giá trên chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Khách mới thì mua hàng chuyển khoản giúp em, còn khách mua rồi thì tùy chọn thôi, có thể gửi siêu đê ha, nhưng phải báo trước nha. Đó, chuyển khoản thì nó đỡ phí ship mình, chuyển khoản thì đỡ đi được khoảng 20.000 rồi. Rồi tiếp theo cái bộ. Đây là một bộ tua vít nè mọi người. Bộ tua vít có nhiều mũi nhỏ đi kèm ha. Đây, mũi nhân hình nha mọi người, như trên ha. Đây, có mũi ba ke nè, mũi vít dẹt, mũi đầu bông, đầu sao á. Ở đây tôi vít nó bằng nhôm, đây, nó bằng nhôm rất là đẹp, nhẹ, nó có cái đầu xoay được ở trên nữa ha. À không, cái đầu này là để cái nắp nha, để bỏ tất cả các mũi vít này vô nè. Rồi, bỏ hết vô luôn ha. Ok. Đây, đầu nó có 500 luôn rồi. Đây là cái mũi vít dẹt siêu nhỏ. Rất là nhỏ nha. Đây, cái tua vít này nó hiệu này nha. Hàng chuẩn Nhật nè. Rồi bỏ gọn vô đây hết rồi, mũi vít. Cái này nó phù hợp cho mọi người làm mấy cái đồ nhỏ nhỏ, giống như đồng hồ ha, mở đồng hồ, mở camera, mở
chung mấy đồ nhỏ, cái đầu vít nó rất là nhỏ ha. Rồi mã số 2, 250 ngàn. Rồi đây về cái bộ cưa lọng nè. Đây, bộ cưa lọng của Nhật. Bộ này chưa sử dụng luôn nha mọi người. Này nó gồm 4 mũi nha. Này muốn mở mọi người bóp nó vô ha. Bóp cái càng này vô. Cái càng nó làm rất là chắc. 4 mũi mới chưa sử dụng nè. Nè, đẩy cái càng vô mình gắn lại. Nó có thể cưa được mặt ngang nha, nè, gài được mặt ngang nữa. Đó. Rồi, này kích thước là 24 cm. Rồi cơ lộng mã số 3 nha mọi người. 200 ngàn. Tiếp theo là cái bộ cào dùng trong cây cảnh nè, dùng làm bonsai mini này kia. Đây cào rễ nè, còn đây là nó soi cái đất nè ha. Phải bằng thép trắng luôn nha. Cứng lắm, thép trắng nha. À, cứng ngắt luôn, xài rất là bền nha. Thép trắng thì đỡ bị rỉ sét ha, mà nó lại cứng nữa. Mã số 4 nha, 200 ngàn. Kích thước nó là 25 cm. Rồi tiếp theo bộ đục ha. Bộ đục này bán 2 cây nhưng bán chung nha, cây lớn cây nhỏ nha. Tại vì nó cây lớn cây nhỏ. Bộ đục tròn của Nhật nè. Chưa sử dụng, mới 99% luôn. Lưỡi nè, chưa xài nha. À, cây to lưỡi là 15 nha mọi người. Cây to lưỡi 15 mm. Cái nhỏ lửa 13 ha. Rồi chiều dài là 22 cm. Cái nhỏ là dài 27. Rồi 2 cây combo, 2 cây 400 ngàn nha. Tiếp theo một cái đây một cái la bàn mọi người. Đây cái la bàn. La bàn rất là đẹp, vỏ nhôm. Đây, ở đây mình có chức năng khóa kim nữa. Nới vặn vặn cái này lỏng ra thì nó sẽ chạy ha. Đó. Này đúng hướng nó sẽ đứng kim ở giữa ha. Hoạt động tốt. Ở trên mặt phẳng mọi người. Này nới thật lỏng xuống luôn nha. Mình nới ít thì nó vẫn còn kẹt, nó vẫn còn giữ cái kim á.
Đó. Ở đây nó có ghi là rồi. Hai hướng ha, Nam hướng Bắc, và nó sai số độ luôn nè. Rồi cái la bàn này 150 nha, mã số 6 nha. Rồi tiếp theo là một bộ mũi đột đột da nha, này đột lỗ da nguyên bộ luôn nha mọi người, đầy đủ size từ 5, 6, 7, 8, 5, 6, 8, 10, 13. Và một mũi ở ngoài mình bỏ cho thêm nữa ha, 3 mm. Đó, cho lỗ nhỏ luôn, 3 mm nữa ha. Bộ này chưa sử dụng nha, mới chuẩn 99 dặm luôn, chưa sử dụng. Đây. Tại vì bỏ kho, nó bỏ kho lâu quá nên nó dơ, nó này dơ mà. Chứ nó nguyên bao còn giá tiền còn tem rồi, chưa có xài nữa. Đây. Rất đẹp. Đó. Rồi bộ đột này mã số 7 ha, 450 nha. 6 mũi. Giá bán 450 nha. Rồi tiếp theo là một cái đây, cái ổ cắm điện nha mọi người. Ổ cắm điện nó thu gọn rồi, đây có thể thu gọn dây nha, mình xả dây ra, mình xả dây đó, kéo ra vặn ra rồi kéo mọi người. Thu vô mình quay vô vậy ha, đó. Nó vậy thôi. Ở đây là nó ổ Made in Japan 8A 125V, dây này dài 1.8m ha, mét 8 dây. Hai chân cắm ha, hai chân vẹt của chuẩn Nhật nha mọi người, 800W đó nè, để nè thông số xài điện Nhật 100V xài được với thiết bị 800W ha, trở xuống. Rồi cái ổ cắm này mã số 8 nha, 150, giá rẻ luôn. Rồi lên về cái này đẹp nè, mà nó có khuyết tí ha, nó bị nứt tí này ha, không sao hết. Chung mà đẹp. Cái đồng hồ để bàn ha, cái này chất liệu nó là bằng nhựa nha mọi người, nhựa
đồng hồ của Japan đây, thương hiệu cái gì đó Japan dưới này, chạy pin nè, quạt đó, chạy ok chuẩn giờ luôn. Đây Japan ha. Rồi kích thước nhỏ để bàn nha mọi người, để bàn cũng khá đẹp, để bàn để tủ. Kích thước 25. Nhưng mặt đồng hồ là 10 ha. Nó khuyết tí chỗ này nha mọi người, nó cấn nó bị nứt nè ha, nứt một đường đây ha. Rồi ngoài ra là ok. Hình hai con chim chim hạc. Quá đẹp. Rồi mã số 9 nha, 450 nha. Đồng hồ để bàn. Rồi đây, cưa nè. Mấy bác nào đặt hỏi nè. Mấy bác đặt rất là nhiều. Mà khi có cái món hàng đó rồi cái em ru không mua. Bởi vì đâu em đâu không có nhận đặt hàng ha. Thì vì hàng này hàng cũ mà. Đâu biết khi nào có được. Biết khi nào nó về ha. Phải mới nào đặt cái là có liền. Chính xác. Này hàng cũ mọi người, nên là không có đặt trước. À đây một cây cưa của Tajima, thương hiệu Nhật ha. Tajima Japan. Cây này độ bén nó còn cao. Mọi người nhìn nó đen vậy á, thì nó đã sử dụng rồi thì nó phải đen ha. Thì cái lưỡi này mình đâu có chà ra được đâu. Đâu có vệ sinh kiểu như trắng tinh được. Nó là sử dụng rồi, độ mới nó còn khoảng độ bén á, độ bén theo cảm nhận thì khoảng còn 90-95% ha, còn khá tốt á, bén cưa ăn ngọt. Lưỡi này size 20. À, sẽ 20 nha mọi người. Này nó có hai nấc ha, hai nấc để mình bẻ mình cưa nè. Này cái thấy cưa. Rồi cưa Tajima này mã số 10 nha, giá bán 350 nha. Rồi tiếp theo đây con micro đây micro này mọi người. Rồi cái hiệu nó đâu, em kiếm cái hiệu micro hàng nội địa Nhật, made in Japan, microphone đây. Nó ghi made in Japan cái này nè. Đây có công tắc on nớp ha. Đã test ok nha mọi người. Này gắn vô karaoke rất là ok nè. Đặc biệt cái dòng này dòng để bàn ha. Đây nó làm cái chân rất là nặng luôn nha, mấy ký cái chân này nha mọi người. Nè. Rất nặng luôn nha, bằng thép. Để coi. À không phải bằng thép mọi người. Nguyên này nó đúc bằng cái gì không có hết. Nhưng mà rất là nặng nha. Mấy ký cầm lên một tay mỗi tay luôn. Rắc cắm này là không dụng, rắc cắm Canon vô sao ra 6mm Canon, người xài thì cắm dây vô là ok. Họ có thể tháo rời cái này nha, đây đó,
nó cũng là gắt cắm đó, mình dụng nè. Cái này bẻ tự do. Đây cái hiệu đó nè, Moving Coy Made in Japan ha, Nhật sản xuất. Rất là chắc chắn là micro này nó đúc nguyên thân. Và cái đế này mấy ký luôn, nó làm nặng để giữ nó im. Có con cao su đứng đứng nữa chắc. Này gắn vô hả, vẫn thế này mà. Rồi cái mic này mã số 11 nha, giá bán 1.400.000. Đây kích thước cái đế nó khoảng 16 cm. Đây còn cái micro này nó dài độ 50-55 ha, chiều cao nó kéo thẳng ra là 55. Rồi tiếp theo nè, đây cái ổ khóa của Nhật nha, Ikashi thương hiệu, là mở khóa của Nhật, hiệu xịn đấy. Tiếc cái là nó bị mất mã số, mất mã nha. À, mất mã là mọi người phải đem cho ông ổ khóa ống dò ra ha, rồi là xài bình thường xong. Đó. Cái khóa này nó làm ngộ ghê, to ghê. Cái cán nó bọc cao su luôn mọi người. Ở trong là thép, dĩ nhiên rồi ha. Ở ngoài nó bọc cao su, bọc lớp cao su, bọc cái thân luôn. Đây có cái nắp, đây là mã số để dò. Rồi bật cái này ha. Rồi em nghĩ là cái nút công tắc này là bật xuống ha, dò đúng mã số và cái rạp xuống nó bùng lên đó. Tiếc điều là nó xài rồi, xài rồi thì bỏ ra thì nó sẽ mất mã số, không còn mã số. Đó nên mình phải dò là ở khóa họ sẽ dò ha, giờ không mở ra được. Rồi mã số 12 ha, giá 400.000. Đây, kích thước cũng khá lớn, 35mm ha, đây gọi là 35mm này. Đó, bên trong lòng đó. Rồi mã số 12 ha, giá bán 400.000. Mất số. Rồi tiếp theo cái cảo nè, cái này cảo cảo bít tông hắn dĩa ha, bít tông hắn dĩa của xe ô tô nha mọi người. Dòng này lớn, xài xe ô tô xài cái nó rất là ngon tiện luôn, để mình thay bố hắn này kia, thay bố hắn hoặc sửa chữa cái hắn đĩa mình đó. Mà mọi người muốn xài cho xe máy á, về mình chế lại ha. Mình sẽ cắt nó nhỏ đi, cắt cái miếng này đó, và mài nó mỏng lại tí,
là mình vô xe máy ha. Rồi đây kích thước nó nè, độ dày nè 7 ly ha, độ dày này 7 ly. Đây 5cm, 7cm. Đó, thương hiệu chai chai 2 có đọc không rành tiếng Anh. Thương hiệu này như của Mỹ á. Rồi giá mềm, giá rẻ luôn nha. Ngày trước em có đăng rồi. Bữa các bác nói đợi chuyển tiền rồi, chuyển lấy đâu á. Nên em xả ra bán luôn nha mọi người. Mã số 13 ha, 450 ha. Rồi tiếp theo con xịt hơi Kinky mát tiền như băng, xài ok không xì hết, xịt rất là tiện dụng mạnh. Đây đầu hơi thông dụng vô gà vô là xài ha. Rồi mã số 14, 250 ngàn. Cò này bấm nhanh. Rồi tiếp theo một con mở mở đá mài nha mọi người. Top Japan. Còn ok. Đẹp. Rồi mã 15 ha, 200 ngàn. Mở đá mài tùy chỉnh lớn nhỏ nè. Mở được đá lớn đá nhỏ luôn. Rồi tiếp theo cái bình này đọc nè. Cái bình giữ nước sôi nha mọi người. Bình nhựa ha, nó làm nhựa chuyên dụng để giữ nước sôi. Là 120 độ trở xuống nè ha. Dung tích nó là 1.9 lít. À, chuẩn Nhật nè, chuẩn do thị trường Nhật nè. Sản xuất thì China. Test nước sôi nha mọi người, test vô nước sôi. Mà đặc biệt nó giữ sôi nhưng mà nó còn có cái đồng hồ để báo nhiệt độ nước nè. À, từ 0 đến 100 độ ha. Đây là cái nắp nó đó, đồng hồ báo luôn. Nó là miếng nhôm đồng hồ nó đó, khi có nước vô nó sẽ báo lên cái này ha, để tăng nhiệt độ lên, chế nước sôi vô. Rồi nó đập luôn, gòn nè. Chứa nước sôi ha, tại vì bình nhựa mà. Mọi người biết thì nó bình nhựa là sao mà nó giữ được lâu ha. Này chỉ chứa chung là dùng nhanh. Đây nó có để gì không rõ. Còn muốn chứa mà lâu cả ngày á, rồi xài cái bình thủy tinh á, vẫn sẽ phải xài bình thủy tinh của Nhật, thủy tinh hoặc là bình bằng inox á, mà inox giữ nhiệt á. Còn này công dụng nó là để chứa thôi và đo cái nhiệt độ của nước nè, đó rất là hay. Cái nắp, cái lớp ngoài và bên trong nó như vậy nè. Rồi dung tích nó là 1.9 lít nha, đựng được 1.9 lít. Kích thước nè.
Rồi cái bình nước này mã 16 ha. Giá bán 350. Rồi, lại về cái vòi xịt ống đồng nữa mọi người. Cái vòi này phù hợp cho mọi người về thay vô cái cây xịt gió của mình ha. Nó là nguyên cây bằng đồng nha mọi người. Bằng đồng nha. Chất liệu đồng đó. Cái răng không dụng nha. Cái răng này không dụng nè. Là mấy mọi người xài cây xịt gió mà cái đầu răng này là đầu răng 10 ly á. Là răng 10 ly ha. 10 ly răng bước 1 ly á. Răng nhuyễn á. Mọi người sẽ vô được ha. Đó. Là mình có một cái vòi rất là dài. Vòi này 50 cm á. Đây 50 cm. Đó. Rồi muốn xài dài ngắn thì mọi người cắt thôi ha. Đó. Đây bán một cặp ha. Mọi người về xài thì một cây mình cắt ngắn, một cây mình giữ dài ha. Đó. Tùy ý. Rồi một cặp mã 17 nha, 150 nha. Thêm cái này mấy cái này mấy đôi giày ha. Đây rồi đôi giày. Có mấy đôi giày hiệu luôn. Rất là xịn. Rồi đầu tiên là đôi Nike ha. Đôi Nike da. Bình thường không dùng. Đây. Đôi này nó may đế phần gót và phần mũi ha. Da nè. Đây, còn ok. Đế nó khá nè. Em. Da nó mềm mọi người. Trong nó này da nó đẹp, mềm lắm. Đôi này là size 40.5 nha. 40 đến 40.5 mình mang được. Là chân 25 cm. À, 25 cm, 25.5 cm. Rồi mã 18 ha. Giá bán 450 nha. Đây, theo con một con hàng hiệu của Polo. Hàng hiệu xưa. Polo Italy sản xuất nha. Made in Italy. Này. Polo Made in Italy. Polo là Polo Mỹ. Sản xuất tại Ý ha. Đế nè.
mòn theo năm tháng. Con này nó là full da lộn nha mọi người. Đây da lộn mà ha. Da lộn mà nó dày ha. Nó dày nhưng mà nó vẫn đủ cái độ mềm để mình mang. Bên trong cũng là lót da. Rồi nó rất là bền. Mọi người thấy là biết nó độ bền đó hả? May đế rồi hết. Cái giày cũ này đó, mọi người phải xem cho kỹ và nó chọn cho mình đúng size ha. Tại vì mỗi mẫu có một size một duy nhất. Mỗi kiểu đó. Rất là ít khi nó về lại nha mọi người. Không có kiểu đó nữa. Chung là nó hơi độc luôn. Đây, nó để là 1967 nè. 1967 cái đời này ha, đời sản xuất, cái đời của cái kiểu dài này. Kiểu dài xỏ nhanh, dài hiền, dài lười. Con này nó là size 40.5 ha. 40.5 mang mọi người. Đây cái chân hình 40.5. Nè thử luôn. Đó. 40.5 nè, nó cô như vậy ha. Nè, vậy có thể mang tất mỏng được. 40 cũng được, 40 mình mang tất ha. Mang tất vô. Còn mang không mới vừa mình vừa kích. Chân em là 40.5. Là chân 25.5 cm nè. Tính từ cái gót tới cái mũi dài nhất. Rồi, cái bolo này mã số 19 nha, size 40.5. Giá bán 1.300.000. Rồi tiếp theo một con Skechers. Này, Skechers. Logo chữ S của nó nè. Skechers này rất là nhẹ luôn nha. Nhẹ tơn luôn nè. Đế, đế bám. Cao su này sờ lên nghe cái cảm giác nó bám rất là cao. Chung là cái dòng này nó kế chiên đi bộ, đi chiên chạy nè, nè, go run nè, Skechers chạy, có phản quang nè, ban đêm mình đi qua đường nó sẽ chiếu phản quang cái này, với ánh đèn, đó, nào mấy cái chỗ trắng trắng này là phản quang mọi người, cái rìa nhỏ này nè, đây phản quang nè, đôi này còn khá đẹp luôn. Rất là nhẹ nha, nói chung nó rất là nhẹ luôn. Đó, để đã không? Con này size to nha mọi người, size cũng khá to chứ không phải nhỏ. Đây cái tem nữa. Chuẩn US. Test nè, test u.s
nó mang rất là êm luôn nha. Trong vòng đi thiết kế cho mình chạy, mình đi bộ mà, nên nó rất là êm. Mà kiểu này nó thiết kế rất đẹp nữa chứ, dòng catcher nó thiết kế rất đẹp, công nhận nó đẹp. Catcher là hiệu giày của Mỹ. To này liền là đẹp, không lỗi gì hết. Rồi con catcher này size 43 nha mọi người. Size 43. Mã là 20, giá 800 ngàn. Catcher siêu nhẹ. Rồi tiếp theo con này dài tay Nhật sản xuất nha, thương hiệu Nhật, Made in Japan. Con này da màu vàng da bò luôn, vàng da bò nha mọi người. Này thương hiệu của Nhật, sản xuất chăm chăm tại Nhật luôn. Đế nè. Dạng này mũi nó dài nha mọi người. Nó dài nha. Dài tay mà. Dài tay mà xỏ nhanh. Một quai. Quai này mình có thể tùy chỉnh nha mọi người nè, tùy chỉnh ba nấc. Quai giống như dây nịch vậy, thâu vô được. Khóa đồng. Da mềm nhũn. Da rất là mềm. Rồi, con này size 42.5 nha. 42 đến 42.5 mang nha mọi người. Và cái chân khoảng 265 cm. 265 mm. 26.5 cm. Rồi mã 21 nha. Mã 21 giá bán 1.1 triệu. Đây giờ tay. Là bạc. Rồi tiếp theo một con Kai Switch. Kai Switch để nguyên để đẹp, may viền hết, may còn bộ này. Xài nó bền. Này là da màu trắng. Này giờ
kèm. USA 11 xe Mỹ. Rồi liên lạc hết ha. Đây sờ một tí. Rồi con này size 43 nha mọi người. Đây. Mã số 22 nha, size 43, giá 500.000đ. Thì quýt. Rồi tiếp theo có mấy cái túi này mọi người. Túi đủ thứ túi. Có cái cặp to luôn, cặp này đựng laptop được. Khá to. Cái cặp này hiệu của cái hãng hàng không của Nhật ha. Nó sản xuất nè, hóa đồng. Nó sản xuất như cho nhân viên hoặc là nó tặng khách hàng đó. Này ở bển nó bán tem cửa hàng. Rồi đầu tiên giới thiệu cái đây là cái túi, túi đựng laptop nhỏ ha, hoặc là cái máy tính bảng. Đây kích thước nó nè, 37 x 27 nha mọi người. 37 x 27 ha, cầm tay có dây cầm. Hiểu gì đây? Starbucks. Đó. Trong làm rất là êm. Đúng là nó để chứa laptop hoặc là nó máy tính bảng. Rồi. Đây thương hiệu nó nè. Sabet 1999. Không quá. Rồi con này mã 23 ha, 200.000đ. Rồi 24 nè, mã 24 cũng 200.000đ, cái túi nhỏ. Cái túi này nó, cái túi để sách nha mọi người. Chung là cái túi này nó đựng đồ thiết bị nha. Đây. Nó chuyên dụng để đựng như là máy chụp hình ha. Mà ra mấy chụp hình này kia nè, có ngăn để đựng nè, có cái chống sóc mà rất là dày luôn, chống sóc này nó rất là dày. Đó, nó chia ra làm 3 lớp, bên trong ngoài có một cái ngăn nhỏ nữa. Kích thước nó là 22 14 ha, nhưng cho 10. Rồi mã 24 ha, 200.000đ. Túi nhỏ này để đựng camera máy ảnh. Tiếp theo một con túi đeo chéo mà
chéo của cây quýt. Đây cây quýt này. Màu nâu. Đây được 2 ngăn. Hai ngăn ha. À, 3 ngăn, trong có 1 ngăn nhỏ nên móc khóa dập cây quýt hết. Có gì tất cả visit của ai cái bển Hàn Quốc. Đây có một ngăn nhỏ ngoài nữa. Dây rất dài nha, mình có thể tùy chỉnh đeo bàn chéo. Rồi mã 25 ha, 300 ngàn. Túi này chéo. Túi này size nó khoảng 25 nhưng cho 17. Nhưng đáy 5 ha. Đáy nó 5. Nó bằng như là vải dù mọi người. Rồi tiếp theo một con túi sport nè, và đựng đồ thể dục thể thao ha. Đựng giày nha mọi người, túi này đựng giày. Đựng giày mình chơi đá banh này kia. À, ví dụ như đây giày nè. Đựng vô giày đá banh á. Bỏ nó vô ha. Đây nó có thể vừa một đôi giày ha, vừa y ha. Đó là giày. Để cho bạn nó có còn bỏ giày vô. Sạch. Rồi cái túi đựng giày này. Có mã là 26 nha. Giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo con túi nhỏ xíu. Cái túi này là để đeo thắt lưng mọi người nè. Nó kéo cái này để mình đeo thắt lưng vô unit. Túi đeo thắt lưng đường điện thoại. Điện thoại bóp lấy tiền này kia. Bên trong. Cái này đựng vừa cái máy tính bảng cỡ 7 inch chắc vừa. Đấy. 3 ngàn. Đáy sờ một tí nha. Rồi mã số 27 nha. 300 ngàn cái túi này. Đây cái túi phi công. Túi của hãng hàng không. À này chắc nó làm riêng để nó chung tặng nhân viên hoặc là nó tặng khách hàng ha. Cho nhân viên nó hoặc là khách hàng. Tại vì không có thấy tem thương mại. Này nó có cái khóa rồi. Túi rất là rộng nha, đựng đồ này kia. Đó, tiện.
chốt vào nữa nè. Trong trong đường laptop cũng được. Ngoài sau đít nó có một cái ngăn này. Đây mấy cái chân, chân nó có cái chân. Cái túi hành lý này. Đựng hành lý. Quay để chéo. Có da nha, da này, da thiệt. Rồi, cái túi này mã 28 nha. 600.000. Đây kích thước nó là 40 ha. 40 nhân cho 35. Cho cái đấy là 20. Rồi tiếp theo một cái cặp laptop. Cặp laptop của Samsung Hàn Quốc nha mọi người. Rồi, Samsung Hàn Quốc. Cặp sách rất là nhiều ngăn nha, nó đựng laptop này. Ngăn này đựng laptop này. Rồi cái ngăn này bên ngoài một ngăn nữa à. Với kích thước 40. 40 nhân cho 30. Nhân cho 8 cm ha. Đây. Rồi cái cặp sách này mã số 29 nè, giá 500.000. Sách tay mà. Túi zip. Cái túi zip này nó bị lỗi tí rồi, nó bị bung cái da mà. Ổn rồi, nó túi đẹp nhưng mà nó bung da. À, nó bong cái da. Bong. Hai bong nữa. Túi này đeo chéo, đựng điện thoại, laptop này kia. À, xin lỗi là cái máy tính bảng. Này đựng chắc máy được 10 inch. Đây chiều dài nó là 25 rồi. Đây có 500 hết rồi mọi người, hết cái nắp rồi. Zip nè, thương hiệu của Hàn Quốc.
móc khóa làm rất là đẹp. Rồi mã 30 ha, 200.000. Rồi 31 nè, 4 cái nón. 4 cái nón này hơi cũ mà. Hành lý cho rẻ. Rồi. Bán combo 4 cái nha. Bánh tiêu nè. Này giặt ra mà. Bánh tiêu dây da nè. Vải. Rồi cái nón hiệu con sư tử. Tử xịn đó. Rồi cái nón này dạng đây ban hay chị hay vũ luôn nè. Nó bị lỗi tí là nó bung cái chỉ này ha, nhưng chỉ ngay cái vành nón này. Chứ nếu không là nó còn ok. Rồi 4 cái nón zin, loại zin với zin đi đi Aurora tí à, hiệu quý hơi cũ rồi giặt đổi ha. Rồi 4 cái mọi người, 4 cái bán combo 200.000, 4 cái mã 31. Rồi mình kết thúc video ở đây mọi người. Đó, người mua hàng liên hệ em ha, giá trên chưa bao gồm phí ship. Chuyển khoản thì mọi người tiện cho mình, nói chung là nó được giảm cái cước bên vận chuyển đó. Mỗi khi chuyển khoản là mình được giảm khoảng 20.000 đó. Rồi cảm ơn mọi người nha.